Quay một số hình ảnh những mặt hàng để bán tại chợ Tết các bạn, chợ cuối năm. Đây là đào các bạn, đây là đào ở dưới xuôi, mọi người mang đến đây để bán cho dân trên này chơi Tết các bạn nhé. Đó, khu này khu bán đào này. Mình sẽ đi luôn lên chợ các bạn. Chợ ngày Tết thì khá là đông, các bạn có thể thấy là mọi người tấp nập đi chợ mua hàng hóa, trao đổi mua bán hàng hóa để phục vụ cho dịp Tết, dịp cuối năm. Khu đây là bán kẹo các bạn, bánh kẹo này, thóc giống này. Trên đây là một người bán gà các bạn nhé. Đây là gà thiến này, gà thiến mà người dân nuôi được đem ra chợ bán các bạn. Đây là toàn gà dân đấy các bạn nhé, gà rất là ngon các bạn. Đây các bạn này, gà thiến, gà thiến của dân các bạn. Đây là một dây bán gà các bạn, gà cho mọi người mua Tết này. Bên đây là một người bày bán hoa quả cam. Bên trong thì mọi người bày bán bánh kẹo nhé các bạn. Giờ thì mình sẽ điểm qua một số các mặt hàng để mọi người có thể cùng theo dõi. Mình sẽ quay một số hình ảnh nhộn nhịp về chợ phiên dịp cuối năm các bạn, chợ Tết các bạn. Khu trong này thì mọi người bày bán quần áo. Quần áo khá là nhiều các bạn. Ngày Tết thì mọi người đi sắm đồ nhiều hơn, sắm quần áo này, giày dép, đồ gia dụng thiết yếu các bạn. Mình sẽ ghi lại một số cái hình ảnh về chợ phiên dịp cuối năm các bạn nhé. Mọi người có thể cùng theo dõi. Chợ cuối năm sẽ đông hơn các bạn. Bình thường thì chợ ngày thường thì thưa người, nhưng mà cuối năm thì mọi người đi chợ sắm đồ rất là đông. Khu bên này là bày bán dao này, hớt đó, mọi người có sự bán hàng khá là tinh các bạn. Chợ phiên ngày Tết thì vẫn gặp rất nhiều những chị bán hàng rất là xinh. Mình sẽ quay một số hình ảnh tại chợ phiên các bạn nhé. Chợ ngày Tết, chợ vùng cao các bạn. Khu đây là bày bán chuyên về quần áo đó các bạn. Giờ ngày Tết mọi người ra đây chọn quần áo khá là đông. Khu này bán giày dép các bạn nhé. Ghi lại một số hình ảnh tại chợ phiên. Lát nữa thì mình sẽ đi ra ngoài, mình ghi lại một số những mặt hàng người bán ở ngoài. Khu này là khu bán khoai các bạn, là vỏ trầu này các bạn. Mọi người ăn trầu nhé. Cam các bạn, trên mình đang bước vào vụ cam này. Thớt này. Đây là một số mặt hàng cây thuốc lao các bạn. Thớt à? Thớt này làm từ cây mít à cô, hay là cây gì đấy? Cây chai ạ. Cây chai á? Thớt này mọi người làm từ cây chai các bạn, thớt này khá là chắc này. Thớt chú. Thớt này hoặc băm hoặc là thái rất là tốt. Bao nhiêu tiền một cái? Khu này là, đây là quả trứng trứng gà các bạn. Cho xem một tí nữa. Một trứng gà. Đây là quả trứng gà các bạn, gà trứng gà trồng các bạn. Đây là cái ấy,
Đây là hương các bạn nhé, hương người dân tự làm. Cháu quay một tí ạ. Hạt dổi. Hạt dổi này mua hay là mình nhặt ở nhà đấy cô? Mình nhặt ở nhà đấy. Yeah. Đây là hạt cây hạt dổi, quả hạt hạt dổi các bạn. Chứ mình hay làm cái này để làm gia vị các bạn. Hạt dổi này mình gói bao nhiêu? 20.000 một gói. Đây là gà các bạn nhé, gà thiến nhé các bạn nhé. Gà thiến dân bản nuôi các bạn. Chuối này. Cua này chủ yếu là bán cam các bạn. Cam gừng. Trên này bán lá bánh này các bạn này. Trên này gạo lếp các bạn. Tết thì mọi người hay bán gạo lếp này, lếp ruộng. Dạ, bán lếp các bạn. Để mọi người mang về để gói bánh này. Lá rong này, lá rong làm bánh các bạn. Đây là bắp bi rừng này. Bắp bi rừng từ trên đồi các bạn nhé. Đó, là rong, đây là mắc khén các bạn. Hạt mắc khén mà người dân hái ở trên rừng về. Trên mình hay sử dụng cái hạt này để làm gia vị. Rất là thơm các bạn. Cho quay một tí ạ. Khu này là bán lúa giống các bạn. Lúa giống thì đang bước vào vụ rồi các bạn. Nên là mọi người đi mua lúa về làm giống rất là đông. Đó. Khu bên trong đây là bày bán bánh. Thực phẩm. Lát nữa thì vào trong. Ở đây thì chợ thì họp theo riêng đường các bạn. Nên là vẫn có xe cộ đi lại nha các bạn nhé. Khu ngoài này là một người bán cam. Cam Hà Giang các bạn. Trên này thì mọi người bán một số những cái quả bóng bay này các bạn này. Bay không khí này cho trẻ em chơi Tết các bạn. Ghi lại một số những hình ảnh về chợ phiên dịp cuối năm các bạn. Mình sẽ lui lên trên một chút. Chợ thì họp khá là đông các bạn, chợ Tết mà. Chợ thường thì sẽ vắng, nhưng mà chợ này là chợ ngày Tết thì mọi người đi chợ buôn bán rất là đông. Ghi lại một số cái cảnh chợ phiên các bạn. Đó, khu bên này là khu bán cam các bạn này. Cam rất là đông. Cam rất là nhiều các bạn. Khu trên này mọi người bán bánh nhé. Trên này có bánh bánh dày, bánh xúc xích này, bánh mì các bạn. Ở trên này có một cái loại bánh mì. Bánh mì mà riêng chỉ có ở Bảo Yên mới có các bạn. Bánh mì đóng Bảo Yên 15 cái đó. Ai bánh mì đóng Bảo Yên 10.000 cái nào. Ghi lại một số hình ảnh tại chợ phiên các bạn. Ai bánh mì đóng Bảo Yên 10.000 cái đây. Ai bánh mì đóng Bảo Yên nào. Cam này là... Ai bánh mì đóng Bảo Yên 10.000 cái nào. Mình sẽ lưu lên trên đây một chút các bạn. Với giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay một bộ. Ở ngoài này thì mọi người bày bán hoa quả cam quýt các. Cam này cam mang bên từ Hà Giang sang các bạn nhé. Mình sẽ ở dưới này mọi người bày bán thớt này. Thớt các bạn. Thế phải thớt nghiến đúng không? Thớt nghiến à? Nặng phết nhỉ. Đây là thớt nghiến các bạn nhé. Trên bây giờ mọi người dùng cái thớt này để thái hoặc là băm rất là tốt này. Nó chắc chắn các bạn. Thớt này rất là chắc các bạn. Ai mua thớt ở mình mua hộ cho. Người bán một số cái mặt hàng về thổ cẩm này. Dưới đây là bán gà này. Hương này các bạn. À, bên này chắc giá cả là ai cũng sợ luôn. À, cái khu trong này là khu bày bán thịt trâu, thịt lợn tươi sống các bạn nhé. Ngày Tết thì mọi người mua thịt trâu, thịt lợn khá là đông. Thịt trâu có thể mua về sấy, mua về để ăn Tết các bạn nhé.
thịt lợn này. Điểm qua một số hình ảnh tại chợ phiên các bạn. Trâu thịt lợn à, bây giờ người dân bắt đầu mới đi chợ nên là bắt đầu mới có người mua các bạn. Khu ngoài này mọi người bà đây bán rau các bạn, chủ yếu là các bà bán rau là chính. Ngô và rau này. Điểm qua một số hình ảnh tại chợ các bạn. Bên này bán lá nhé, người tước lá lạt luôn tại chợ các bạn để cho bán cho mọi người về gói bánh luôn. Đây là chủ yếu bán rau các bạn, rau lá bánh này. Đấy thế. Đây là bánh, lạt bánh các bạn nhé. Mọi người tiện thì có thể trẻ để bán luôn. Khu này là bán bánh các bạn nhé. Quay một số hình ảnh chợ phiên các bạn. Đây thì mọi người về bán đài bóng điện này, điện thoại này các bạn. Một số những cái điện thoại mà bán tại chợ luôn. Ai thích có thể ra chợ chọn luôn các bạn. Đó. Loa đài này. Rất nhiều mặt hàng được bán tại chợ phiên dịp cuối năm các bạn nhé. Điện thoại thì có thể thích thì ra thấy cái nào đẹp thì lấy. Điện thoại ở đây thì thường thường là sẽ có điện thoại rẻ các bạn. Khu này là bán quần áo này các bạn. Quần áo rẻ. Xong rồi đi chọn luôn.